Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 9 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị 25B, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023, sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo các ban sở ngành đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố cùng 133 tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trước khi vào buổi lễ, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa dâng hương tại khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành kính tưởng niệm vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, danh nhân văn hóa thế giới, người đã sáng lập và rèn luyện Đảng ta, lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của đất nước, giành được nhiều thành quả vĩ đại, đem độc lập về cho Tổ quốc, đem tự do và hạnh phúc về cho nhân dân ta. Cách đây 75 năm, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Trong những thời khắc cam go, ác liệt của lịch sử dân tộc, lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân, biến thành sức mạnh đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong diễn văn tại buổi lễ kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh, ra đời cách đây 75 năm, nhưng trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế ngày hôm nay, lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên vẹn ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, là định hướng để Đảng, Nhà nước ta bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương về công tác thi đua khen thưởng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng, góp phần đưa phong trào thi đua trong cả nước có bước phát triển mới cả về bề rộng và chiều sâu, có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức. Các phong trào thi đua tập trung hướng vào giải quyết những nhiệm vụ khó khăn của cả nước và của từng ngành, từng địa phương, đơn vị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, 75 năm qua cùng với cả nước, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thanh Hóa đã phát huy truyền thống cách mạng, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu cống hiến to lớn vào sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Với những đóng góp to lớn, những chiến công oanh liệt, lẫy lừng trong các cuộc kháng chiến, Thanh Hóa vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, anh hùng lực lượng vũ trang, huân chương Sao Vàng, huân chương Hồ Chí Minh. Bước vào công cuộc đổi mới, nhất là những năm gần đây, Thanh Hóa đã và đang đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và đã giành được nhiều thành tựu quan trọng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong không khí trang trọng của buổi lễ hôm nay, chúng ta vui mừng báo công với Bác về những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh nhà đã đạt được, đồng thời biểu dương và chúc mừng những thành tích của các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực cố gắng của các tập thể cá nhân đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian vừa qua. Tôi tin tưởng rằng các tập thể cá nhân sẽ tiếp tục là những nhân tố tích cực để đi đầu, nhân rộng trong các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh nhà thành kính tưởng nhớ và biết ơn những công lao to lớn của Người.
khắc ghi lời dạy của Bác. Thi đua là yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nguyện tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực, xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, kiểu mẫu. Đặc biệt, từ năm 2021 đến nay, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa luôn gắn với thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị khóa 13 và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 3 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, việc triển khai thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị của tỉnh và các địa phương, đơn vị, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên và nhân dân. Các cấp ủy đảng đã nỗ lực chủ động sáng tạo, tìm tòi những cách thức triển khai phù hợp với địa phương, đơn vị. Qua các phong trào thi đua, học tập và làm theo Bác đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến được xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Đó là những cán bộ, công chức trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu trong phong trào thi đua, tham mưu giỏi, phục vụ tốt. Đó là đội ngũ cán bộ, đảng viên, các y bác sĩ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nêu cao vai trò xung kích, tiên phong trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Là những người nhiều đêm không ngủ, nhịn khát, nhịn đói, xông pha trong mưa lũ để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân vì sự bình yên của cộng đồng. Đó là các hội viên phụ nữ với phong trào Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương, mang yêu thương đến với các em nhỏ mồ côi, em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm động lực vượt qua hoàn cảnh, vươn lên vì một tương lai tươi sáng hơn. Là những cựu chiến binh luôn phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, xây dựng nên những mô hình công tác xã hội thiết thực, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Đó là những người dân bình dị, tự nguyện hiến đất, đóng góp sức người và của cải, xây dựng nông thôn mới, tạo nên những miền quê đáng sống. Họ là những tấm gương sáng, tạo hiệu ứng và sự lan tỏa mạnh mẽ trong việc làm theo Bác, thực sự là nguồn cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương, đơn vị và của cả tỉnh. Tại lễ kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 58 tập thể và 75 cá nhân là những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 75 năm qua, bằng tấm lòng ái quốc sắt đá, trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn gian khổ nào, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa cũng luôn nêu cao truyền thống yêu nước, cách mạng, gương mẫu đi đầu trong nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động, mang lại những kết quả to lớn, góp phần vào thắng lợi của các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh kiểu mẫu như tâm nguyện của người. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân không sợ lòng, không lùi bước trước mọi hy sinh gian khổ, trung thực, chất phát, thật thà, liêm khiết, miệt mài học tập và trau dồi đạo đức, gương mẫu, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và xung kích đi đầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan đơn vị vì sự nghiệp chung, sẵn sàng hy sinh quên mình vì lợi ích tập thể, vì hạnh phúc của nhân dân, thực sự có sức lan tỏa trong xã hội, khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần yêu nước, yêu quê hương, góp phần tiếp sức, cổ vũ toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị
và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ ra và phân tích một số hạn chế thiếu sót trong việc thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương để ra các giải pháp thực sự hiệu quả để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, phấn đấu đến năm 2025, Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước trở thành một cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Thứ nhất, phải tiếp tục triển khai quán triệt thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13, nội dung chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ đại hội 13 của Đảng với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Các chuyên đề hàng năm tập trung quán triệt thấm nhuần làm tốt 3 nội dung: học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ đảng viên. Muốn vậy, phải tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, việc thực hiện học tập và làm theo Bác cho thật phong phú, sinh động, hấp dẫn, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua ở cơ sở, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, công việc thường xuyên hàng ngày, với những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Thứ hai, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm rất thiết thân, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh ta. Vì vậy, các cấp ủy tổ chức Đảng cần tiếp tục triển khai thực hiện đồng thời với các nghị quyết về xây dựng Đảng, nhất là kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Trong bối cảnh kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, cán bộ đảng viên giữ nhiều trọng trách, đối mặt với nhiều cám dỗ, với mặt trái của cơ chế thị trường, chúng ta càng phải giữ vững bản chất cách mạng và tính tiền phong gương mẫu của Đảng. Nếu không nhận thức sâu sắc điều này, cán bộ đảng viên không tích cực và kiên trì rèn luyện thì rất dễ bị thoái hóa biến chất. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy chúng ta, muốn tiến hành tốt các nội dung nêu gương thì cán bộ đảng viên phải luôn thực hiện, nói đi đôi với làm, và phải biết lấy người tốt việc tốt để tuyên truyền cho sự nêu gương. Đây là vấn đề quan trọng, là nguyên tắc trước hết của sự nêu gương. Bởi 100 bài diễn thuyết hay không bằng một tấm gương sống. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, có đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Vì vậy, trong thực hiện, các cấp ủy cần chủ động sáng tạo để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác thật sự có hiệu quả và thiết thực, tránh hình thức, chú trọng việc nêu gương để trở thành hành động tự giác, thường xuyên ở mỗi cán bộ đảng viên, nhằm ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, tăng cường xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thực sự trong sạch vững mạnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các cấp ủy đảng, lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ việc học tập đi đôi với làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, không lý thuyết, không nói suông, không chung chung, không hình thức. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương, chuyên đề toàn khóa và hàng năm, bảo đảm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thường xuyên, liên tục, chất lượng. Đối với công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, xây dựng tấm gương người tốt, việc tốt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, chú trọng phát hiện và đẩy mạnh việc nhân rộng các điển hình tiên tiến, các tấm gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước,
để tạo sự cảm hóa mạnh mẽ, là tấm gương, là bài học sống động, góp phần vào việc bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng, tình cảm, khơi dậy và nhân lên mặt tích cực trong mỗi người, trong mỗi đơn vị và trong cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp về đất và người xứ Thanh trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, thi đua xây dựng quê hương Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu lúc sinh thời. Tại buổi lễ, xúc động trước nghị lực phi thường của Lê Thị Thắm, cô gái quê xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, từ khi sinh ra đã không có hai tay nhưng đã nỗ lực vượt qua tật nguyền, theo đuổi con đường học tập, hoàn thành ước mơ trở thành cô giáo sau khi tốt nghiệp khoa ngoại ngữ trường Đại học Hồng Đức. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Ủy ban dân huyện Đông Sơn nghiên cứu các quy định hiện hành, xem xét tuyển dụng đặc cách Thắm vào làm giáo viên trường tiểu học hoặc trung học cơ sở xã Đông Thịnh hoặc xã Đông Yên, huyện Đông Sơn ngay trong năm học mới 2023-2024. Chiều ngày 9 tháng 6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin Truyền thông phối hợp với huyện Như Xuân tổ chức chương trình tác nghiệp thực tế và cung cấp thông tin đến phóng viên các cơ quan báo chí về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, chương trình phát triển kinh tế xã hội miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025. Đoàn đã đi tham quan mô hình trồng cây ăn quả của Hợp tác xã Sản xuất Nông nghiệp Thành Công và điểm du lịch Thác Đồng Quan trên địa bàn huyện Như Xuân, tìm hiểu các thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 của huyện Như Xuân và các huyện miền núi Thanh Hóa sau nửa nhiệm kỳ. Đại diện các cơ quan báo chí đánh giá cao những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội của huyện Như Xuân nói riêng cũng như khu vực miền núi Thanh Hóa nói chung. Các nhà báo cũng đã trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề ghi nhận trong quá trình tác nghiệp. Đồng thời, đóng góp ý kiến với địa phương về định hướng công tác tuyên truyền, quảng bá tiềm năng thế mạnh của các huyện miền núi trên các kênh báo chí truyền thông. Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin Truyền thông và huyện Như Xuân trân trọng cảm ơn sự quan tâm đồng hành của các cơ quan báo chí đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong suốt thời gian qua. Đồng thời mong muốn các phóng viên, nhà báo tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, có điểm nhấn, lựa chọn các chương trình trọng tâm, kết quả phát triển kinh tế xã hội, nỗ lực giảm nghèo của các huyện miền núi Thanh Hóa, đặc biệt là tăng cường quảng bá, giới thiệu các chương trình về thu hút đầu tư, phát triển du lịch và sản phẩm đặc trưng của các địa phương. Chiều ngày 9 tháng 6, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua xây dựng trường chính trị chuẩn mức 1 và phát động phong trào thi đua xây dựng nhà trường đạt chuẩn mức 2 trong nhóm dẫn đầu cả nước vào năm 2025. Theo đánh giá tại hội nghị, việc Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa là trường chính trị thứ 5 trong cả nước được công nhận đạt chuẩn mức 1 vào trung tuần tháng 5 vừa qua đã phản ánh sự cố gắng nỗ lực không ngừng của tập thể ban giám hiệu cán bộ giáo viên và học viên của nhà trường, đồng thời tạo động lực mới cho sự phát triển của nhà trường trong giai đoạn tiếp theo. Để hoàn thành mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn mức 2 vào năm 2025, thời gian tới, Trường Chính trị tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu đề xuất Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân tỉnh hoàn thiện về thể chế, đồng thời chủ động xây dựng chương trình kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, thực hiện đổi mới đồng bộ công tác đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong quản lý giảng dạy học tập nghiên cứu, tạo sự chuyển biến về quy mô, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Chiều ngày 9 tháng 6, đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai tại huyện Hoàng Hóa. Huyện Hoàng Hóa là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của các loại hình thiên tai như bão, ngập lụt, xâm nhập mặn. Huyện có 12,5 km bờ biển, 80 km đê, 87 cống dưới đê. Đến nay, huyện đã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai các cấp lên kế hoạch giao chỉ tiêu chuẩn bị vật tư phòng chống thiên tai cho các xã thị trấn đầy đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Vật tư được tập kết tại các kho ở vị trí thuận lợi cho việc huy động khi có tình huống xảy ra. Huyện đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình phòng chống sạt lở, xâm thực biển, tu bổ các điểm đê sung yếu. Đoàn công tác đánh giá cao công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai của huyện Hoàng Hóa, đồng thời đề nghị huyện tiếp tục tăng cường kiểm tra đôn đốc các xã thị trấn, đảm bảo các phương án chuẩn bị chủ đáo, thay mới định kỳ vật tư, xử lý kịp thời các cống dưới đê bị hư hỏng, thường xuyên kiểm tra khả năng vận hành hệ thống bơm tiêu thoát nước để đáp ứng công tác phòng chống lũ bão.
Ngày 9 tháng 6, Ban An toàn Giao thông tỉnh, Sở Giao thông Vận tải và Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực 1 tại Thanh Hóa phối hợp tổ chức cấp phát áo phao cứu sinh cho các phương tiện chở khách ngang sông ở Đò Giàng, thành phố Thanh Hóa và Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bến En, huyện Như Thanh. Thanh Hóa hiện có 1.600 phương tiện thủy nội địa hoạt động tại 64 bến thủy nội địa và 52 bến khách ngang sông. Các phương tiện thủy nội địa chủ yếu vận chuyển hàng hóa, khai thác, bơm hút cát và chở khách ngang sông. Ngoài ra, có một số phương tiện tham gia hoạt động du lịch phục vụ chở khách tham quan tại các khu vực lòng hồ. Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy khi mùa mưa bão đến, trong dịp này, Ban An toàn Giao thông tỉnh cấp phát miễn phí trên 300 áo phao cứu sinh cho các chủ đò và đơn vị có phương tiện thủy nội địa đang khai thác du lịch trên địa bàn. Sáng ngày 9 tháng 6, Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tập huấn xây dựng văn kiện các khoản viện trợ không hoàn lại, không thuộc hỗ trợ phát triển chính thực của các cơ quan tổ chức cá nhân nước ngoài dành cho tỉnh Thanh Hóa. Hội nghị tập trung hướng dẫn xây dựng văn kiện các khoản viện trợ theo Nghị định số 80 năm 2020 ngày 8 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại, không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan tổ chức cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam. Giới thiệu thông tư số 23 ngày 6 tháng 4 năm 2022 của Bộ Tài chính về hướng dẫn tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước, công tác quản lý nhà nước về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu tham dự đã được cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, tiếp thu những nội dung quan trọng, trao đổi chia sẻ những cách làm hay, giải pháp thiết thực, giải quyết những khó khăn vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai, thực hiện công tác tiếp nhận viện trợ không hoàn lại. Từ đó nắm vững kiến thức và vận dụng tốt những quy định, hướng dẫn của nhà nước trong giải quyết công việc. Hôm qua ngày 9 tháng 6, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn đã tiếp nhận một hệ thống máy siêu âm thế hệ mới do gia đình giáo sư tiến sĩ Đào Văn Long, nguyên giám đốc Bệnh viện Y Hà Nội và các nhà tài trợ trao tặng. Hệ thống máy siêu âm thế hệ mới được trao tặng là hệ thống siêu âm tiên tiến nhất hiện nay, hình ảnh hiển thị sắc nét, hỗ trợ các bác sĩ phát hiện tổn thương. Đây cũng là hệ thống siêu âm đầu tiên trên thế giới ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc khử nhiễu ảnh, tự động chỉnh được độ tập trung và phân giải của ảnh. Hệ thống còn được tích hợp các công nghệ hiện đại mang lại giải pháp toàn diện như siêu âm đàn hồi, mô định lượng, sử dụng xung lực bức xạ âm để đánh giá độ cứng của các mô, đo độ nhiễm mỡ của gan, cung cấp thông tin về độ cứng của tổn thương. Đơn vị tài trợ hy vọng hệ thống siêu âm thế hệ mới này sẽ góp phần nâng cao năng lực của các đơn vị, nhất là trong tầm soát, phát hiện sớm một số loại ung thư phổ biến như ung thư gan, ung thư tuyến giáp, ung thư vú ngay tại địa phương và là tiền đề để xây dựng mô hình quản lý các bệnh gan mãn tính. Sáng ngày 9 tháng 6, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức họp chuyên môn bốc thăm, xếp lịch thi đấu và công tác chuẩn bị tổ chức giải bóng đá người làm báo Thanh Hóa lần thứ 6 tranh cúp Đông Á năm 2023. Tại cuộc họp, ban tổ chức đã thông qua điều lệ giải, công tác nhân sự các đội bóng, đồng thời lên phương án và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để giải diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp. Tham dự giải đấu năm nay có 5 đội bóng gồm Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Chi hội các cơ quan báo chí trung ương tại Thanh Hóa, Liên quân Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban dân tỉnh và Câu lạc bộ Nhà báo Thanh Hóa tại Hà Nội. Đội bóng lần đầu tiên tham dự giải. 5 đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng chung cuộc. Giải bóng đá người làm báo Thanh Hóa là sân chơi truyền thống được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 hàng năm. Theo kế hoạch, giải bóng đá người làm báo Thanh Hóa lần thứ 6 tranh cúp Đông Á năm 2023 sẽ khai mạc vào chiều ngày 16 tháng 6 tại cụm sân cỏ nhân tạo Việt Hùng. Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Thanh Hóa hiện đang đứng thứ 8 cả nước và đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung về thu hút các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm quảng bá xúc tiến đầu tư, cải cách hành chính, triển khai các cơ chế chính sách ưu đãi để đưa Thanh Hóa trở thành một điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Công ty trách nhiệm hạn May Sumex Việt Nam đầu tư về huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa từ tháng 4 năm 2019. Hoạt động chính trong lĩnh vực may mặc xuất khẩu. Công ty hiện đang giải quyết việc làm cho hơn 800 lao động, chủ yếu là người địa phương, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách nhà nước cũng như các chế độ quyền lợi đối với người lao động. Đại diện doanh nghiệp cho biết, tỉnh Thanh Hóa có nguồn nhân lực dồi dào, người lao động chăm chỉ trong công việc và chất lượng lao động ngày càng nâng cao. Tỉnh cũng luôn quan tâm tạo thuận lợi, giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư về địa phương.
Chúng tôi đã khảo sát qua nhiều tỉnh thành của Việt Nam như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và đã quyết định lựa chọn về với Triệu Sơn, Thanh Hóa. Từ khi về đây, công ty đã nhận được rất nhiều trợ giúp của chính quyền địa phương về thủ tục pháp lý, phòng cháy chữa cháy, quảng cáo tuyển dụng. Tất cả các vấn đề đều được huyện hỗ trợ rất kịp thời. Tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư hơn nữa tại địa phương. Với sự đồng hành tạo điều kiện tốt nhất từ phía chính quyền và các ngành chức năng, lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 149 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 15,6 tỷ đô la Mỹ. Thành công này được đánh giá là kết quả của quá trình tỉnh luôn quan tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, công khai quy hoạch, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực. Đặc biệt tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều đổi mới trong cách tiếp cận các nhà đầu tư, các nguồn vốn quốc tế thông qua hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, lãnh đạo tỉnh đã tiếp và làm việc với nhiều đoàn công tác nhà đầu tư như Tổng công ty LH Hàn Quốc, Tập đoàn WHA Thái Lan, Đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam, Đoàn công tác Hội đồng Thành phố Seoul Hàn Quốc, tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản tại Thanh Hóa, góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của tỉnh, tạo điều kiện thu hút đầu tư. Chúng tôi quyết định đầu tư vào Thanh Hóa vì Thanh Hóa là một trong những tỉnh lớn, trọng điểm dựa vào nền kinh tế và dân số. Vì vậy, chúng tôi cho rằng đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa là hài hòa với chiến lược của tập đoàn cũng như sự phát triển của tỉnh. Người lao động Thanh Hóa là những người rất chăm chỉ, siêng năng, không khác biệt với người dân Nhật Bản. Chất lượng hàng hóa họ tạo ra cũng được so sánh ngang hàng với chất lượng mà người Nhật làm ra. Vì thế, chúng tôi rất yên tâm đầu tư về đây và mong muốn sẽ tạo thêm nhiều việc làm, quan tâm đến đời sống người lao động địa phương hơn nữa. Năm 2023, tỉnh Thanh Hóa kỳ vọng thu hút được 10 dự án FDI, tổng vốn đăng ký khoảng 3.570 triệu đô la Mỹ. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh đang tiếp tục huy động các nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các khu cụm công nghiệp, tạo mặt bằng sạch, làm cơ sở thu hút dự án FDI chất lượng cao. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh cũng thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ giải quyết các khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư, đưa Thanh Hóa trở thành điểm đến hấp dẫn, tin cậy của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Nhằm kiểm soát tốt nguồn gốc, chất lượng sản phẩm, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chú trọng xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn với quy trình khép kín từ sản xuất tới tiêu thụ. Qua đó, ổn định đầu ra, từng bước nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu thực phẩm sạch cho người tiêu dùng. Trước đây, việc tìm đầu ra cho sản phẩm trứng gà tại trang trại của gia đình anh Nguyễn Xuân Minh ở phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn. Từ khi tham gia vào chuỗi liên kết tiêu thụ trứng an toàn, đầu ra sản phẩm trứng của trang trại được đảm bảo giá cả ổn định. Đặc biệt, quy trình chăn nuôi được kiểm soát chặt chẽ từ khâu nhập con giống, lựa chọn thức ăn, chăm sóc phòng bệnh, nên số lượng và chất lượng trứng luôn được đảm bảo. Sản phẩm của mình thì đã tốt về chất lượng từ đầu vào đến đầu ra, từ con giống cho đến chất lượng cám quản lý. Thì khi làm cái chuỗi cung ứng với công ty thì quả trứng của mình sẽ giá thành nó sẽ tốt hơn so với thị trường, nó sẽ bị biến động bên ngoài. Việc tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đã mở ra hướng đi mới cho nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh, từ chỗ sản xuất manh mún tự phát đến sản xuất tập trung có quy trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, từ chỗ lệ thuộc vào thương lái tiêu thụ bấp bênh đến đầu ra và giá cả được duy trì ổn định. Để các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn hoạt động hiệu quả, ngoài các chính sách của tỉnh, nhiều địa phương đã ban hành cơ chế chính sách hoặc bố trí ngân sách hỗ trợ xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Các địa phương cũng đã phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm, tư vấn cho các đơn vị triển khai áp dụng các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến trong sản xuất, đồng thời kêu gọi sự tham gia đầu tư, liên kết tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp có uy tín trong và ngoài tỉnh. Hội đồng Nhân dân thị xã đã nghị quyết đối với các xã mà đạt được tiêu chí an toàn thực phẩm, trong đó có cái chuỗi cung ứng an toàn thực phẩm thì được thị xã hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước là 100 triệu đồng cho một xã, và đối với các cái cơ sở giết mổ thì tùy cái điều kiện của các xã có thể hỗ trợ từ 2 triệu cho đến 4 triệu, 5 triệu hoặc là đến 10 triệu cho một cơ sở giết mổ. Hoặc là các cái chuỗi cung ứng thực phẩm thì tùy theo mức độ quy mô mà có các cái kinh phí hỗ trợ nhất định. Công ty cổ phần thực phẩm sạch Đức Nguyễn
sẽ tăng cường hợp tác và liên kết với các cái trang trại và hợp tác xã sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp và cái Global Gáp, sản phẩm sạch, rau củ quả sạch để cung cấp cho đến các cái bếp ăn trường học cũng như các cái nhà hàng khách sạn và các cái đơn vị mà hiện tại là công ty Đức Nguyễn đang cung cấp. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng được khoảng 1.050 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Tỷ lệ thực phẩm tiêu dùng được cung cấp thông qua các chuỗi đạt hơn 55%. Việc xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đã hình thành mối liên kết chặt chẽ giữa sản xuất, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm. Từ đó cung cấp ra thị trường, nguồn thực phẩm được giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng, truy xuất được nguồn gốc xuất xứ, tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.